hãy mãi bên tôi, dẫu có xa xôi, miễn sao mỗi ngày được gặp nhau qua màn hình thôi. Nắm tay tôi, ta bước bên nhau, dẫu mai này rồi thời gian có phai phôi. Hãy bên tôi, sưởi ấm tim tôi, để cuộc đời chỉ còn yêu thương nồng ấm. Hứa bên tôi, ở mãi đây thôi, tiếng yêu này. Duy nhất Mocha, gọi miễn phí cô nào ra ngoài mạng di động thông thường. Tao chán mày lắm rồi đấy. Mày cứ làm như tao muốn ngồi với mày. Thầy ơi. Ơi, ngồi một mình ở kỳ vừa rồi buồn lắm thầy ạ. Thôi được rồi, đồ đứng dậy. Đổi chỗ cho Tùng giúp thầy. Sếp ơi, em xin lỗi sếp, em cũng cố ý ạ. Khá quá nhở, lỡ ngỡ vỡ huy chương đấy. Đúng là nhà tích được nhiều đức đấy nhở. Yeah. Này, hai ông tướng này ngồi cạnh nhau là cũng lắm trò ra phết đấy nhá. Đúng rồi thầy ạ, thầy đổi chỗ cho bạn Trung với bạn Thúy đi ạ. Trung là phải ngồi với Giang ấy. Nói vớ vẩn, trừ 5 điểm thanh lịch. Thầy, à hay là thầy đổi chỗ cho em với bạn Hoàng Sơn đi ạ. Chứ em là em thấy ngồi cạnh nhà Trung hai thằng chỉ có phá làng phá xóm thôi thầy ạ. Nha thầy, thầy nhá, đi. Ôi, hai ông tướng cứ ngồi yên đấy, tôi sẽ theo dõi thêm nhá. Thôi, Tùng đổi chỗ cho Đô đi. Tình hình cứ thế nhờ. Chúng ta đổi chủ đề khác nhá. Thế lớp trưởng đã nói với cả lớp về vụ đi tham quan chưa? Nói rồi ạ. Đi mấy ngày rồi ạ? Đi đâu ạ? Chưa biết, thầy đang hỏi ý kiến rồi. Sau khi nghiên cứu rất kỹ trên Google và các phim học đường tương tự, tôi quyết định sẽ giới thiệu cho các bạn các hình thức quay cóp phổ biến nhất. Nếu bạn chưa đến 14 tuổi, Z-Film khuyên bạn nên tua nhanh qua đoạn này. Vì mục tiêu là các môn tự nhiên, thế nên các hình thức quay cóp độc lập tác chiến như là pha giật mèo, tiết lên đùi, hoặc là quay cóp trong ngăn bàn, chúng ta sẽ đều bỏ qua. Nếu bạn chưa đến 14 tuổi, tôi khuyên bạn một lần nữa nên tua nhanh qua đoạn này. Cách 1, đơn giản nhất, ném giấy. Tùng! Làm cái gì đấy? Mới tí tuổi canh học thì không chịu học. Lừa dối thầy giáo. Thế này thì mai sau em còn làm được cái trò gì? À, xã hội này mong gì được ở em? Đất nước này mong gì được ở em? Cách 1, rủi ro ném trượt quá cao, rất nguy hiểm. Về chỗ. Cách 2, cao siêu hơn, gõ theo thành âm nhạc. Ông gõ cái gì đấy? Đoạn này là đoạn đầu của bài Người ở bên nhà của phim ấy. Gõ lại xem nào. Người ở bên khi tôi 16 với những ước. Việt Nam có phải ai cũng học piano đâu. Quá phì thực tế. Bỏ qua. Cách 3, tinh vi kín đáo, ít bị phát hiện. Tùng ơi. Ơi. Cho tôi mượn viên tẩy. Ok. Tùng ơi. Ơi. Cho tôi mượn cái thích kẻ. Đơn giản. Cảm ơn. Ôi, mọi
người quên mất là muốn đưa là phải qua em ngồi đây à. Này chép đã. Mọi người lại quên mất rằng muốn đưa tiếp thì lại phải đưa qua em ngồi đây à. Thưa cô. Xấu tính thế. Cứ làm như cả lớp ấy thì ngoài đời thật toàn những đứa tốt tính thôi. Các cách ném bài lên trên xem ra đều không ổn cho lắm. Giờ này là giờ nào rồi mà bà ngồi đây tính cách gian lận? Mà rõ ràng bà hứa với tôi là bà hoành nghiêm túc cơ mà. Thế không phải tôi vẫn đang nghiêm túc đây à? Mà ông không thể nào ông cứ khó khăn một tí là lại bỏ tôi như thế này được. Bà bị làm sao đấy? Ai bảo bỏ mặc bà? Mà sao hơi tí là bà lại cáu với tôi? Rõ ràng chúng ta đang cố gắng học tập để làm sao đạt kết quả tốt nhất mà. Như thế này là cáu à? Mà ông đừng có quên, giữa chúng ta có một bản hợp đồng. Trong hợp đồng ghi rất rõ các điều khoản với nội dung là... Bà đừng lôi cái bản hợp đồng đấy ra dọa tôi. Cùng lắm tôi hủy hợp đồng, tôi đền bù. Nhưng bà cũng muốn phải học. Học trước không tốt hơn à? Này, thế ông bảo tôi định làm thế nào với những cái bài kiểm tra sắp tới đây? Những bài kiểm tra điểm kém đấy, mình có thể gọi lại một điểm. Quan trọng là cái điểm tổng kết của bà cuối kỳ nó cao là đúng ý bà rồi còn gì. Điểm của tôi bây giờ đang cao như thế này, đùng một cái nó tụt xuống. Bố tôi dĩ nhiên sẽ vịn vào lý do đấy bảo tôi không chịu học hành, yêu đương nhăng nhít. Xong rồi cấm đoán đủ thứ thì làm sao mà tôi chịu được? Ông có biết suy nghĩ không? Thì đã đến lúc bà phải tự lo bản thân của mình đi. Đừng để bản thân mình vướng từ sai lầm này đến sai lầm khác. Ông không có bố thì làm sao mà ông hiểu được vấn đề ở chỗ nào? Ý của tôi là... Không phải ý của tôi là ông... Ông không thể nắm hiểu được cảm giác của tôi. Bà đúng. Rồi có những điều khi bà nhận ra nó quan trọng thì đã quá muộn rồi. Tùng! Tìm gì đấy? Nhà hàng. Để làm gì? Tôi định mời mẹ tôi đi ăn nhân dịp kỷ niệm ngày cưới mà. Kinh. Nhưng mà đấy là việc của bố ông chứ. Tốt nhất là cứ để hai các bác tự nhiên. Bố tôi mất từ khi tôi còn bé, cho nên tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm mời mẹ đi ăn vào những ngày này. Tôi xin lỗi nhá, tôi không biết chuyện này. Chuyện đấy xảy ra lâu rồi mà. Mà cũng bình thường thôi. Cuộc sống mà. Cuộc sống thì ai chẳng có vấn đề. Bà cũng thế. Và tôi cũng thế. Có gì mà phải xin lỗi. À, tôi còn mấy cái voucher của mấy nhà hàng được phết. Đồ ăn ngon mà trông cũng sang trọng. Đợi tí tôi tìm cho. Alo, Tùng à? Ban nãy ông có giận tôi lắm không? Tôi không cố ý đâu. Ông đừng để bụng nhá. Như nào nhỉ? Tùng ơi, ông biết thừa là tôi không hề cố ý nói như thế. Đấy là do ông dồn tôi đến mức đường cùng nên tôi mới lỡ mồm. Cùng lắm là tôi tăng lương cho ông mà được cái gì? Không được. Lại lôi tiền nong ra là không được. Tùng ơi, ban nãy tôi không cố ý đâu. Thực sự là tôi chỉ nhỡ mồm nên mới nói thế thôi. Đấy là lời nói không suy nghĩ, thế nên là ông tha lỗi cho tôi nhé, Tết Tùng. Trời ơi, cách nào cũng không được làm giờ.
Tùng ơi, thực sự là tôi không cố ý xúc phạm ông đâu. Tùng này, tôi biết hết rồi. Bà biết cái gì cơ? Sơn nói cho tôi biết hết rồi. Ông không cần phải giấu tôi nữa. Sơn thì biết gì mà nói chứ. Chuyện của ông với Thanh, tôi với ông chơi với nhau có phải là ngày một ngày hai đâu. Ông làm tôi buồn lắm đấy. Tôi không nghĩ là sẽ có một ngày chúng ta sẽ có cái bí mật gì cơ. Thực ra thì tôi định nói cho bà biết đấy, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Tính ông vốn tốt bụng, lại cả nể. Chắc là do Thanh nhờ hay là ép ông nên ông mới làm, có đúng không? Không, Thanh không ép. Tính ông tôi còn lạ gì. Ông chúa ghét mấy cái trò gian lận, mấy cái trò quay cóp tinh vi thần bí như thế. Chắc chỉ có Thanh là nghĩ ra thôi. Đúng là Thanh nghĩ ra đấy. Nhưng bà đừng định kiến với Thanh như thế. Bà biết Thanh là một cô gái khá chảnh chọe. Trong lớp thì không hề quan tâm đến bất kỳ một ai cả. Nhiều lúc có khi đụng một tí là lại sửng cổ lên ngay. Thanh là con nhà có điều kiện, lại có biết kiếm tiền từ sớm nữa, thậm chí là rất nhiều tiền. Cho nên sẽ có những đánh giá sai lầm về vật chất. Đúng, Tùng nói đúng. Thanh có nhiều tình xấu lắm. Nhưng mà Tùng ạ, dù có thế nào đi chăng nữa thì Thanh cũng không bao giờ nói cho người khác những chuyện mà mình thề là sẽ giữ bí mật đâu. Bảo Thanh! Đã quá xa vời con đường anh. Bảo Thanh! Giờ đây đã phăng bóng một người mình anh bước. Anh bước trên cô đơn, từng giọt nước mắt cứ rơi bao ngày. Anh cho em về nhà. Bà biết Thanh là một cô gái khá chảnh chọe. Trong lớp thì không hề quan tâm đến bất kỳ một ai cả. Nhiều lúc có khi đụng một tí là lại sửng cổ lên ngay. Thanh là con nhà có điều kiện, lại có biết kiếm tiền từ sớm nữa, thậm chí là rất nhiều tiền. Cho nên sẽ có những đánh giá sai lầm về vật chất. Nhà em ở đâu em ơi? Không biết Thanh đã nghe được những gì rồi. Vi không biết là Thanh đến từ lúc nào, nhưng mà chắc chỉ nghe được mấy câu cuối thôi. Nếu mà nghe được mấy câu cuối thì toi. Chả biết giải thích như nào nữa. Thì có gì mình nói đấy, còn có Vi làm chứng nữa cơ mà. Vi nghĩ Thanh không phải là người không nghe người khác nói gì như thế. Đến bây giờ thì Thanh không nghe Tùng nói đâu. À mà này, Vi ơi, Tùng nhờ Vi một chút được không? Nếu như mà làm được thì mình sẽ giúp. Thanh khá ít bạn, mà Yến thân nhất thì bây giờ đi du học rồi. Có gì thì Vi quan tâm chăm sóc Thanh một chút. Tùng nghĩ là Thanh giận Tùng thì sẽ không giận lây sang Vi chắc. Đúng, tội cho bà rồi. Mà lúc nãy Tùng còn đang nói dở. À, giữa Tùng và Thanh thì có một cái thỏa thuận. Thanh bảo Tùng phải giữ bí mật.
cho nên là Tùng chỉ có thể nói đại loại đó là cái hợp đồng này là cái hợp đồng. Bà biết Thanh là một cô gái khá chảnh chọe. Trong lớp thì không hề quan tâm đến bất kỳ một ai cả. Nhiều lúc có khi đụng một tí là lại sửng cổ lên ngay. Thanh là con nhà có điều kiện, lại có biết kiếm tiền từ sớm nữa, thậm chí là rất nhiều tiền, cho nên sẽ có những đánh giá sai lầm về vật chất. Rồi sống bên đây có ổn không? Thông báo với em yêu một tin vui là tôi đã có hai người bạn cực kỳ tuyệt vời, đó là cua sốt đất và cháo ếch. Nghĩa là sao? Cháo ếch thì ngon miễn bàn, còn cua sốt ớt thì hơi đắt, nhưng mà tình yêu mà không thể quá vật chất được. Cơm gà thì lại không phải gu của tôi, thế nên vẫn là cua với ếch thôi. Thế là sống ổn nhở? Ổn chứ, mà ở đây nhiều trai đẹp lắm, ai cũng chăm tập thể dục thể thao nên trông cứ hot như U23 Việt Nam ấy. Thế em yêu thế nào? Chẳng ổn gì cả. Không ổn là sao? Ơ kìa, em yêu khóc đấy à? Yến ơi, chính ra tôi cũng học giỏi tiếng Anh mà. Hay là cho tôi sang bên đấy học cùng bà đi. Tôi chán ở đây lắm rồi. Tôi nín đi, không khóc nữa nhá. Nào bình tĩnh kể cho em nghe xem nào. Ở đây chẳng ai yêu quý tôi cả. Bố ghét tôi, các bạn ghét tôi, đến Tùng cũng ghét tôi. Làm sao? Sao Tùng lại ghét bà được? Tùng có ghét ai bao giờ đâu. Có đấy, Tùng chỉ miễn cưỡng giúp tôi thôi. Chẳng ai tiếc nếu tôi biến mất đâu. Bố con đi học. Thanh, ăn sáng đã con. Thôi khỏi xe đến rồi ạ. Vẫn còn sớm mà, dì lấy đồ cho con mang đi nhá. Thật sự dì không thể để con yên một lần được. Sao mắt con sưng thế kia? Lại khóc à? Dì ạ, đây là lần thứ N con nói với dì. Xin dì đừng cố gắng làm mẹ của con, bởi vì mãi mãi dì cũng không thể làm được đâu. Nhà, xe hay là chồng đều là của dì hết. Nhưng mà việc của con thì mãi mãi không bao giờ là việc của dì đâu. Lại chuyện gì mà sáng ra đã ầm ầm lên thế? Không có gì đâu anh, con vội đi học nhưng em bắt nó ăn sáng mà. Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi, nhưng em chịu khó nhịn con bé đi một chút. Dạo này nó vào tuổi 16 nên tính tình cứ ẩm ẩm ương ương, lại còn dính vào cái chuyện yêu đương nữa nên khó bảo vô cùng. Anh nói thật với em, hôm trước anh đến trường Thanh làm gì? Không chỉ để tặng quà thầy Long thôi đấy chứ. Anh thì anh có nói chuyện với thầy Toàn
mới nhắc nhở cái thằng lớp trưởng mấy câu thế thôi. Em biết ngay mà, sáng nay cái Thanh nó vừa xuống nhà vừa khóc đấy. Làm sao mà lại khóc? Kiểu này á, anh phải đến gặp phụ huynh cái thằng ấy nói chuyện cho ra nhẹ mới được. Anh lại nóng tính rồi. Anh có nhớ anh đã hứa với em, với chị Bảo cái gì không? Chuyện này anh cứ để em xử lý. Nhưng mà em với cả Thanh có nói chuyện với nhau được đâu. Có ai ngờ cái con bé này tính tình thiển cận mà trẻ con vô cùng. Anh sợ là nó sẽ không bao giờ chấp nhận em thay thế vị trí mẹ của nó đâu. Em đã sai khi cố gắng thay thế vị trí chị Bảo. Giờ em đã thông suốt rồi. Điều Thanh cần không phải là một người mẹ thay thế, mà điều nó cần là một người bạn, một người bảo vệ, một người dẫn đường nó trên con đường trưởng thành. Những gì em hứa với chị Bảo em sẽ cố gắng thực hiện. Anh hãy tin ở em. Em ạ, anh chỉ sợ em hoặc là Thanh sẽ bị tổn thương mà thôi. Anh hãy tin ở em. Chị hot girl này. Tôi có tên mà. Chị Thanh à? Gì? Tôi có đúp đâu mà sao ông cứ gọi tôi là chị thế? Em xưng em với cả lớp mà. Mọi người gọi em lại là gì em mặc kệ hết. Mà bao nhiêu tập rồi chị không để ý à? Chị em phụ nữ ấy, người ta xưng em là để thả thính. Mình đàn ông đàn an lại đi xưng em. Chúng nó nghe thấy chúng nó sẽ bắt nạt cho đấy. Dại lắm. Em xưng em để chị khỏi thả thính em chẳng hạn. Trông mặt thế này mà lầy phết nhở. Em là người nghiêm túc. Lầy đâu mà lầy. Làm sao? Gọi tôi có việc gì? Sếp tâm có tâm thư gửi chị ạ. Không nhận. Bưu phẩm mà không đến tay thì... Thì quay về người gửi chứ làm sao? Sếp ơi, tôi gửi thư đảm bảo đấy. Thư đảm bảo là đảm bảo đến người nhận. Không bưu tá sẽ bị xử lý. Em đành nhét vào tay chị vậy. Rồi, coi như là thư này tôi cầm. Nhưng mà bây giờ tôi lại không thích đọc. Thế thì nhá, ông cầm cái này, mang ra sở rác xong bước cho tôi nhá. Cảm ơn. Chị ơi, chị đừng làm khó em như thế. Chả có gì là khó cả. Ông ý, ông nên nhớ ông là thành viên mới của cái bàn này. Mà thành viên mới thì phải làm sao? Phải nghe lời thành viên cũ. Mời ông đi, nhanh. Nhanh. Sếp ơi, em xin lỗi sếp ạ. Tí nữa cuối giờ học, ra kia nói chuyện đi. Thanh nghĩ là Thanh chả có việc gì để nói với cậu cả. Thanh đã hiểu nhầm tôi rồi. Như thế nào là nhầm đấy? Chắc cậu không định bảo là tôi không nghe hiểu được tiếng Việt đấy chứ? Một phần nhỏ của câu chuyện, không phải hoàn toàn là cả câu chuyện. Uầy, thầy sếp kể cả câu chuyện đi. Ừ, đúng rồi. Không, chúng em lại hiểu nhầm. Thanh à, Vi có thể chắc chắn đây là chuyện riêng của Thanh và Tùng, mong Vi tôn trọng. Thôi được rồi, cuối giờ hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện. Còn bây giờ thì về chỗ đi, thầy sắp vào lớp rồi đấy. Hẹn từ đời nào mà bây giờ vẫn chưa ra. Bắt người ta gọi điện trước à? Thế thì mất giá không chịu được.
Nhưng mà Mocha Video Call đang miễn phí data. Tội gì không gọi. Ông mà không nghe máy thì chết với tôi. À, thầy ơi, thầy không phải tiện tôi đâu thầy ạ. À, dạ vâng, vậy chị về ạ. À, Tùng thì về mọi mặt đều quá tốt rồi. Và em nghĩ là một thanh niên đang lớn có chút sao nhãng về chuyện tình cảm thì nó cũng là chuyện hết sức bình thường thôi chị ạ. Tôi cũng cảm ơn thầy rất là nhiều. Thực ra thì bản thân tôi không muốn cháu nó phải đứng thứ nhất, thứ nhì gì của lớp cả. Chỉ mong muốn cháu nó được sống vui vẻ, hạnh phúc. Và đặc biệt là tôi muốn cháu nó được sống đúng với cái lứa tuổi của mình thầy ạ. Dạ vâng. Gặp chị ngày hôm nay thì em đã hiểu tại sao Tùng là một người vượt lên trên nghịch cảnh nhưng vẫn luôn tươi vui và hạnh phúc ạ. Em chào chị. Chào thầy. Mẹ ơi. Mẹ. Hôm nay mẹ đến họp phụ huynh con à? Ừ. Thầy Toàn hẹn mẹ mấy hôm mà hôm nay mẹ mới đi được. À mẹ ơi, thầy Toàn có khen con nhiều không? Bố nhà anh, thầy cứ chăm chỉ với học giỏi là được thầy khen chắc. Tất nhiên rồi mà mẹ. Đi học là phải trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ, điều đấy là điều đương nhiên. Con nghĩ thầy Toàn còn phải khen con đẹp trai nữa mới đủ cơ. Gớm. Anh chỉ được cái lẻo mép. Thôi, đi vào đây, mẹ đang có chuyện muốn nói với anh đây này. À, dạ. Ai chà. Mẹ là mẹ làm con hồi hộp lắm đấy nhá. Thế có phải là con với Vi là đang giận nhau đúng không? Dạ không à. Thế là vẫn chơi với nhau? Dạ vâng, con vẫn thân mà. Mà nói mẹ biết á, bạn Vi ấy là bạn thân tốt nhất của con mà là con gái đấy. Bố nhà anh, thế bây giờ ngồi cạnh bạn Thanh thì có thân không? Thanh ngồi cạnh thì con cũng thân ạ. Thế đâu, đưa cái ảnh của Thanh đi cho mẹ xem mặt cái xem nào. Ơ kìa mẹ, ai lại đi để ảnh của bạn học trong người bao giờ đâu. Anh này, quê một cục ra. Bây giờ anh mở cái điện thoại xong vào cái phây phây gì đấy mà chú anh chẳng mua cho anh rất xịn. Hôm anh vào cấp 3 còn gì. Hay đây. Là Tùng không biết sử dụng điện thoại. Mẹ cứ yên tâm, con biết dùng mà. Mẹ chờ đây này. Thế nhá, thế nhá, con mở này. Tùng phải mở to to ra cho mẹ xem. Nghe đi. Hãy mãi bên tôi, dẫu có xa xôi. Miễn sao mỗi ngày được gặp nhau qua màn hình thôi. Nắm tay tôi, ta bước bên nhau. Dẫu mai này rồi thời gian có phai phôi. Hãy bên tôi, sưởi ấm tim tôi. Để cuộc đời chỉ còn yêu.